Hello. Thấy gái đẹp cứ sán đến, đúng là già rồi, mất nét. Bảo ai mất nét hả? Ui giời, chán lắm. Trời ơi, đây á, còn hơn khối người đấy. Già rồi mà cứ làm như là trẻ trung lắm ấy. Suốt ngày cứ lon ta lon ton chạy ấy. Rồi có ngày á, xuồng nó gãy ấy, cho chết. Lon ton ấy. Lon ton mà cứ khỏe mạnh dẻo dai như tôi thì ai cũng muốn lon ton. Không như là ôi giời ơi trông khác gì cái chiếc lá. cười à này, cười người nhá, rồi có ngày người cười đấy. Không khác gì cái con khỉ đột sổng chuồng. Này, ai là khỉ đột đấy? Nhìn lại mình đi. Xấu gì mà xấu, từ trong xấu ra, xấu từ ngoài xấu vào nó mới lạ chứ. Đây xấu ấy hả? Đấy, đây xấu đấy. Xấu thế mà có người ngày xưa tán đây nhá, tán mãi chả đổ gì cả. Tán cái gì ấy nhỉ? À, nói là em đẹp tựa thiên thần của lòng anh. Chả biết ngày xưa cũng có đứa nào nó cũng nói là anh là người hùng trong lòng em. Bây giờ tức là người hùng là biến thành khỉ đột hết đúng không? Ui dồi ôi. Này, ngày mai ấy, là hình như là có gió mùa đông bắc nó về đấy. Xem thế nào buộc người lại đi. Chứ không gió nó mà thổi thì không biết bay đến tận phương nào đâu. Chê à, cái ngày xưa ai nói rằng là người màu mỡ phì nhiêu thì tôi không yêu, mà dáng đi liêu siêu như bà thì tôi mới yêu. Đấy là ngày xưa nhá, ngày xưa nó khác, bây giờ khác rồi nhá. Ôi độc quá. Này, đây chả dại dai đâu nhá, đừng có mà để cho người ta rủ làm thương. Đau thật. Này, đau thật không đấy? Tôi chết. Cái ông này cứ thay đổi cứ như là thời tiết ý. Thế ông bị làm sao? Tôi bị viêm khớp. Viêm khớp? Tôi chết rồi. Giống tôi. À đây 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 đây. Tôi có cái này. Này, tôi vừa mới mua đấy. Tôi hay dùng cái loại này lắm. Ông dùng thử xem nào. Viêm khớp tâm bình. Ừ, tốt lắm. Viêm khớp tâm bình, tâm tình từng tư thế. Thích lắm. Ông dùng thử đi nhá. Đây, ông dùng cả đi. Tôi biếu ông tôi mua sau nhá. Lần nào tôi với bà gặp nhau là cũng cãi nhau, cũng mâu thuẫn, cũng chảnh chọe. Thế tại sao bà vẫn tốt với tôi thế? Thế mà cũng hỏi. Thì chả gì thì gì. Ngày xưa chúng mình cũng từng có một thời. Bà nhớ ngày xưa mỗi lần đến chơi với bà, tôi hay hát bài gì? Để tôi hát lại cho bà nghe nhé. Về đây bên nhau, ta nối lại tình xưa. Chuyện tình mà bao năm qua anh gói ghém từng kỷ niệm. Vai nắng con đường xưa, những chiều hẹn nhau mưa đổ. Mưa ướt lạnh vai anh, em thấy lòng mình xót xa. Có xót xa thật không? Có. Này, hay là chiều bà sang nấu cơm cho tôi. Ông này, tự dưng lại hỏi người ta đột ngột thế. Dù gì thì già rồi. Già nhưng mà vẫn nhiều ân tình. Ân tình như viên khớp tâm bình bà dành cho tôi đây này. Tâm bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.